Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch, thành phố Thanh Hóa sẽ triển khai tiêm vắc phòng Covid-19 cho trẻ em đủ 12 tuổi đến 15 tuổi trên địa bàn thành phố từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 12 năm 2021. Thành phố Thanh Hóa hiện có 21.574 trẻ em đủ 12 tuổi đến 15 tuổi sẽ được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1, loại vaccine tiêm chủng cho trẻ em của hãng Pfizer Thành phố Thanh Hóa sẽ tổ chức các điểm tiêm chủng lưu động tại 40 trường học vào các ngày 20 và 21 tháng 12. Tiêm cho các đối tượng không đi học và tiêm vét tại trạm y tế. Tiêm cho trẻ có bệnh nền, bệnh lý mãn tính, thừa cân béo phì, có tiền sử dị ứng tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Thanh Hóa vào các ngày 22 và 23 tháng 12. Đến hết ngày 16 tháng 12, Thanh Hóa đã thành lập mới được 3.531 doanh nghiệp vượt kế hoạch đề ra. Đây là một kết quả rất đáng mừng trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát mạnh một năm qua. Với kết quả này, tỉnh Thanh Hóa đang đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ, đứng thứ tư cả nước về số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong năm 2021. Bám sát kế hoạch phát triển doanh nghiệp của tỉnh Thanh Hóa, ngay từ đầu năm, các ngành các địa phương đã xây dựng kế hoạch, thành lập tổ tư vấn hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhằm tuyên truyền, hỗ trợ kịp thời các hộ kinh doanh, các cá nhân có nhu cầu thành lập doanh nghiệp, tổ chức các lớp đào tạo tập huấn nâng cao năng lực quản trị cho doanh nghiệp hỗ trợ các thủ tục liên quan đến kế toán, thuế, kết nối vốn vay ưu đãi cho doanh nghiệp mới thành lập. Song song với phát triển số lượng doanh nghiệp mới, các địa phương cũng đã đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Như vậy, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cơ bản duy trì hoạt động ổn định. Toàn tỉnh hiện có hơn 20.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Nộp ngân sách nhà nước khu vực doanh nghiệp năm 2021 đạt 7.616 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ. Ở đây thì từ đảng ủy, ủy ban, các cơ quan chức năng ở địa phương luôn luôn tạo hành lang pháp lý và cũng giúp đỡ doanh nghiệp rất nhiều. Năm nay là tồn tại rất nhiều khó khăn, nhưng mà đối với công ty Ngọc Thư thì nguồn hàng thì rất dồi dào để đảm bảo thứ nhất công việc và thu nhập cho người lao động. Hội doanh nghiệp sẽ cùng với lại chính quyền địa phương mở các lớp đào tạo cho các cái hội viên mới thành lập và những kết nối các doanh nghiệp với các ngân hàng đóng trên địa bàn để hỗ trợ cho các doanh nghiệp tiếp cận với vốn nguồn vốn để mở rộng sản xuất. Theo Ban Chỉ đạo Phát triển Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, với việc thực hiện thích ứng linh hoạt với dịch Covid-19 và sự phục hồi của nền kinh tế, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới. Đây là cơ sở để Thanh Hóa tiếp tục phấn đấu thành lập mới từ 3.000 doanh nghiệp trở lên trong năm 2022. Năm 2021, kết quả công tác giải phóng mặt bằng của thị xã Nghi Sơn ước đạt khoảng 98,42% kế hoạch, cao nhất từ trước đến nay. Đây là kết quả từ việc thị xã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế. Năm 2021, thị xã Nghi Sơn phấn đấu hoàn thành và bàn giao gần 430 ha tại 87 trên 101 dự án, đạt 98,42% kế hoạch về diện tích. Đây là kết quả đạt được cao nhất từ trước đến nay. Để đạt kết quả trên, cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền vận động đảm bảo quyền lợi ích chính đáng của các hộ thuộc diện bị thu hồi đất, thị xã Nghi Sơn đã áp dụng các biện pháp hành chính quyết liệt đối với những trường hợp cố tình gây cản trở công tác giải phóng mặt bằng. Từ đầu năm đến nay, thị xã đã ban hành 232 quyết định cưỡng chế thu hồi đất tại các xã phường, tổ chức thực hiện 8 phương án đảm bảo an ninh trật tự, chống tái lấn chiếm sau khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất. Ban chỉ đạo do đồng chí bí thư thị ủy trực tiếp là trưởng ban và trong quá trình triển khai thì chúng tôi cũng thường xuyên đôn đốc và thực hiện với cái phương châm là quan tâm tất cả các dự án và trong đấy là phải lựa chọn các cái các cái các dự án mà trọng tâm trọng điểm để tập trung giải quyết nó rất điểm công tác giải phóng mặt bằng phục vụ với các nhà đầu tư. Trong năm 2022, công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được thị xã Nghi Sơn xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần tập trung thực hiện. Hiện tại, thị xã đang khẩn trương triển khai lập kế hoạch sử dụng đất và kế hoạch giải phóng mặt bằng năm 2022 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Công an Hà Nội vừa đưa ra cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo tuyển cộng tác viên bán hàng online để chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan công an, nạn nhân mà các đối tượng nhắm đến là những người nhẹ dạ cả tin, nhất là những phụ nữ đang nuôi con nhỏ, ở nhà không có việc làm, có nhu cầu bán hàng online để kiếm thêm thu nhập. Thủ đoạn của các đối tượng là mạo danh nhân viên của công ty thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki và đăng tải thông tin quảng cáo tìm cộng tác viên bán hàng online trên mạng xã hội. Sau đó, các đối tượng yêu cầu cộng tác viên phải thanh toán đơn hàng trước cho công ty, sau đó sẽ nhận lại được tiền gốc cộng thêm chiết khấu nhiều người do không nhận thức được thủ đoạn của các đối tượng đã đăng ký làm cộng tác viên bán hàng tuy nhiên sau khi chuyển tiền cho công ty cộng tác viên sẽ không nhận được lại tiền do đó cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác khi làm cộng tác viên cho các công ty doanh nghiệp đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác khi phát hiện trường hợp lừa đảo người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật Lực lượng chức năng thành phố Thanh Hóa vừa bắt quả tang một phương tiện vận chuyển đổ đất đá thải tại khu vực phố Long Quang thuộc địa bàn phường Hàm Rồng. Lực lượng chức năng bắt quả tang xe tải mang biển kiểm soát 36C34377 do Nguyễn Văn Du, sinh năm 1986, trú tại phường Đông Lĩnh điều khiển, vận chuyển số lượng lớn đất đá thải từ việc tháo rỡ công trình xây dựng đến đổ tại khu vực phố Long Quang gần bến xe phía Bắc. Được biết, Thời gian gần đây, xuất hiện một số đối tượng lén lút chờ số lượng lớn xác đất đá thải đến đổ tại khu phố Long Quang, phường Hàm Rồng. Hoạt động đổ thải chủ yếu diễn ra vào ban đêm, ít người qua lại, gây khó khăn cho công tác quản lý và làm ảnh hưởng đến môi trường, gây mất mỹ quan đô thị của thành phố Thanh Hóa. Bản tin 18 giờ 30 xin được tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa triệt phá đường dây làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, bắt giữ 6 đối tượng và thu giữ hàng nghìn giấy tờ liên quan. Theo tài liệu điều tra, cầm đầu đường dây là Phạm Tấn Huy, 37 tuổi, trú tại thành phố Hồ Chí Minh và có hơn 30 đối tượng tham gia. Từ đầu năm 2020 đến nay, các đối tượng đã trực tiếp thực hiện hành vi làm giả hơn 20.000 các loại giấy tờ, tài liệu và chuyển cho người đặt mua trên toàn quốc, thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng. Hiện công an Thừa Thiên Huế đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại và điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của đường dây tội phạm này. Mới đây trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên phát hiện xe ô tô tải do Mai Văn Mạnh, sinh năm 1983, trú tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa điều khiển đang lưu hành trên quốc lộ 1A, trên xe chở gần 5.000 chai lọ mỹ phẩm và một số hàng hóa nghi nhập lậu. Trước đó, cũng chỉ có lộ 1A, lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đã phát hiện xe ô tô tải dòng Nguyễn Văn Huy, sinh năm 1988, trú tại thị xã Giang Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, đang vận chuyển nhiều loại mỹ phẩm không hóa đơn chứng từ. Số hàng hóa trên có tổng trị giá 1,3 tỷ đồng. Ngày 16 tháng 12, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực phường Nong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, lực lượng công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Huy Cường, sinh năm 1982, Chú tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, đang tàng trữ trái phép 15 cá thể cầy vòi mốc là động vật hoang dã thuộc nhóm 2B và 5 cá thể hoãng đông lạnh. Trước đó, lực lượng công an tỉnh Điện Biên cũng phát hiện Hoàng Minh Tuấn, sinh năm 1980, trú tại phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, đang vận chuyển trái phép 10 cá thể chim cứu bạc má là động vật hoang dã thuộc nhóm 2B và hai cá thể lợn rừng có trọng lượng 24 kg trên xe khách chạy tuyến Mường Nhé, Hà Nội. Công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt quả tàng 16 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại khu nghỉ dưỡng Quỳnh Viên Resort thuộc thôn Bắc Hải, xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một số lượng ma túy. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Mới đây, Công an thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắc nhận được đơn trình báo của ba thiếu niên về việc bị một đối tượng tự xưng là công an trực chốt ở đoạn hồ E Khao, xã E Khao, thành phố Buôn Ma Thuột đánh đập và cướp 2,5 triệu đồng. Tiến hành điều tra xác minh, công an thành phố Buôn Ma Thuột đã bắt giữ Nguyễn Văn Thiện, 23 tuổi, chú huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk là đối tượng đã có hành vi giả danh công an và gây ra vụ cướp tài sản trên. Hiện công an thành phố Buôn Ma Thuột đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Thiện. Được biết, Thiên từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18 giờ 30 tại địa chỉ của website truyền hình thanh hóa.vn. Thông tin phản ánh quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 18 giờ 30 com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888253636. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.